Nào cũng được hết á. Này, Trump, 4 more years, yeah, Trump, Lily Chung, yes, Trump, everybody, Trump, 4 more years, USA forever, Trump. Kìa, nó phát nước á, nó muốn uống nước không kìa? Bên kia. Bên kia đó. Lấy vậy hả? Nó bỏ vô uống là chết nữa hả? Thôi hả? Dạ. Yeah. À hả? Kêu một đoàn quân tới là đem đi nước gì đầy đủ. Yep. Ok, đây, đó. Trump. Yeah, tối nay sẽ có kết quả. 4 more years, Trump 4 more years, yes. Chuẩn bị ăn mừng nha, đó, chuẩn bị ăn mừng. Đó, mấy ông già bây giờ té ngửa. Đâu phải là tan luôn vô mặt đâu, yếu vô mặt. Thua vậy nữa. Mấy người giờ gặp cùng chào, không phải là mà mình mất nhân kích, nó đã thơm đau mình rồi, nó bội phản rồi. Rồi. Nó dám nói là mình là cái thằng kỳ thị, thằng phản bội. Sao sao? Phản bội mà nó làm được dân biểu 7-8 nhiệm kỳ. À. Mỗi cái tiền công đều có nó hết. Trump. Yes, vote for Trump. Yes. Only for Trump can help the people. Can love the people. Only vote for Trump. Mấy ông kia nhảy ra rồi xe bông xe hoa đưa nó lên lên ngôi cửu đỉnh. I give them the two finger later. Con ơi, tối nay chuẩn bị ăn mừng. Ăn mừng, yeah, party tonight, big party tonight, Trump win big one, 99%, yes, yes, 99%, yes, only 1% is stupid people, yes, that's why only Trump. Yes, only Trump, yes. Đường Vân Túc, đường Như Phùng, Nguyễn Nhân Nam rồi đó. Ông mấy tại đó, mấy tại đó một thầy. Rồi mày mình nói rồi. Mình hành viên chứ mình có một người lúa dòng chính nè, bộ nó dòng chính dính lên nó đạp mình, nó lạm dụng mình, nó coi mình ngu.
Chiếm hết địa bàn người ta mà hả? Chiếm hết địa bàn người ta không đẹp luôn. Quá đẹp. Quá đẹp. Nghe mặt tiền nữa. Thấy không? À, bên bên Joe Biden họ 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 đem nước ra nè, họ dụ nè, dạ dụ nè, dụ mọi người, ok. Cho nên là rốt cuộc người ta chạy ngang vẫn là four more year Trump, ok. Những người này là họ pay cho mà ra ủng hộ Joe Biden, đã xoay nó đem nguyên chiếc xe nước ra để mà người ta vô nó phát để mà bầu cho nó đấy. Còn bên bên đảng Cộng Hòa mình nè, đây nè, ngồi đây chỉ là rất là đưa cờ ủng hộ Trump à. Yeah. Mình không phải là tiểu nhân cho nên là mình không? Mình tiểu tiện. Dạ đúng rồi. Yes. Đó. Mình cắm cờ, mình cắm bao nhiêu bảng của Trump á, nó đem nó mở, nó gỡ hết trơn phải không? Nhưng mà mình có cờ của mình trên xe là quá trời, cho nên là mình cắm ra cho nên nó ghét mình lắm. Ha ha, đó. Cờ đầy hết à. Bao nhiêu cái cờ cũng có hết. Ở đây rất là đông. À, mình cắm đây ha không? Ai? Để ra mà còn mạnh khỏe hơn. Đây những người ủng hộ tổng thống Trump, yeah, four more year, phải đi tới cùng với lại tổng thống Donald Trump, phải diệt tụi cộng sản đi. No communists, ok, no communists over here. Đất nước mà không có bo được rồi là đất nước gì? Tiếng gì đại đồng á? Tiếng đại đồng, đại đồng đâu có. Chị nói chị tên gì? Anh Thư Giang Tỷ. Anh Thư Giang Tỷ gì nè? Biết không? À, hello chị Ngọc Liên. Dạ. Kêu ra chơi, kêu ra ủng hộ. Ra đi chị, ra có áo vàng cho chị bận luôn. Đây. Đang bận áo vàng nè. Áo vàng hả? Áo vàng. Áo màu vàng. Áo màu vàng ghi chữ gì? Lily Trương gì nè. Lily Trương, go for Lily Trương, đảng Cộng Hòa. Yeah. Dạ chị ra đi được không? Sao mà... Dạ. Nè, chị nói chuyện chị nè. Sao? Sao chị? À, em từ sáng sớm giờ á chị. Bởi vậy nó quậy em quá cho nên em phải lôi đồng minh của mình ra chứ. Có một mình em thì cái đám bên kia đó, cái đám mà đối nghịch với ông Trump của mình á. À, đâm ra mình phải kêu đồng minh của mình ra chứ. Không có quậy. Nó không quậy nó mới phá à, nó không có quậy. Không quậy hết, em đang đứng đây nè. Ý như là cái nhóm của nó cũng đứng cầm bảng á. Tụi nó cũng đứng. Thôi không, tụi này tóc vàng, tụi này là giống như da trắng kìa chị. Da trắng.
da trắng tóc vàng có cũng có. Hồi đó bỏ đề tôn Hoàng Kim Minh mời tôi kêu vô. Đi ra không? Mới gì tôi đi vô. Sợ, trời ơi, nhát quá vậy. Sợ. Vote for Trump, Republican, yes, four more years. À, nó đâu có. Nó làm gì có cờ. Trump này có nhiều cái ý nghĩa hay. Có cờ, có đủ thứ. Có cờ chứ không? Mới vậy. Yeah, đây cờ Trump đó. Trump. Trump. Yes. Trump. USA. Forever, USA, forever, USA, forever, USA, forever. Trump, Donald Trump, four more years, Donald Trump, four more years. Yeah. Trump, four more years. Trump, four more years. Trump never go to jail. Trump love the people. Trump never go to jail. Trump love the people. Yeah, only socialists. No good. No socialists. Yes. You go to jail. Yeah. You do wrong. That's why you go to jail. Trump never do wrong. Trump do right. Okay, Trump do right. Trump love the people. Trump give you the job, make the United States great. Okay. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.